là phân bo nhận tín hiệu đầu vào nha. 40 tụ. Đấy, tất cả nguyên zin hết nha các bác. Từ những cái này các thấy ốc này. Đấy. 20 con nha bác, 1400W nha. Về độ mới của bên trong các bác có thể thấy được qua video rồi đấy. Vâng, em Chiến thân ái xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em mời các bác cùng xem một con bao cover. Cover BM 950 chỉ đỏ nha các bác. Em này thì các bác chơi lo full 40 đô lại nha, 1400W. Cover thì gip boss thì cực kỳ tuyệt vời luôn nha bác, một bộ bài trùng luôn. Con này thì các bác chơi hai cặp boss 301 series 3 rất là canh, và kể cả chơi hai cặp 701 luôn nha các bác, hay là một cặp 601 kịp theo một cặp 301 rất là mới. Em mời các bác cùng xem độ chi tiết luôn nha, độ nét của sản phẩm ống ánh luôn, từ những cái chi tiết nhỏ nhất. À, bên em tuyển về đây là những con đấu mạng từ thị trường Mỹ nha các bác, thị trường nòi của nó luôn nha, nên sử dụng điện là nội địa 100 đến 120V, nghĩa là đây là những con hàng nòi của Mỹ. BM 950 chỉ đỏ dòng Pro, hai volume phía trước 1400W nha các bác. Nếu các bác kết nối với vang thì mình có thể tìm một con vang khoảng 2-3 triệu thì các bác sở hữu rồi. Đây là cạnh cạnh trái của đáy. Đấy, hàng Mỹ dây nguồn rất là lớn, có dây nguồn theo máy luôn nha. Keng. Trạm loa 1400W nha các bác. 1400W. Đường tín hiệu vào thì có 6 ly và 3 lăng. Mắt in USA 120V, các bác cắm 100 đến 120 nha. Đây các bác trạm đường tín hiệu vào có 6 ly này. Đây 6 ly 3 lăng, đầy đủ hết nha các bác. Cover BM 950. Con này series là 0015 nha, 0015. Đây các bác cùng xem. Rồi thì con đẩy này thì nó xung quanh, nó chung quanh thì nó như thế thôi. Đây là phía trên nóc của em nó này. Cũng là mới keng luôn, nhìn các bác nhìn soi kỹ vào này đấy. Đồ nét từng cái chỗ chi tiết nhỏ đây các bác xem. Cái lỗ này thì con nào cũng có chứ không phải cái ốc thôi nha các bác. Cái lỗ đó, lỗ trống á. Bên này cũng vậy nha. Đấy. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem. Tất cả hoạt động hoàn hảo nha bác. Các bác lưu ý kém điện 100 đến 120V nha. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác liên hệ cho em Chiến qua hai số tờ trên và kết bạn Zalo qua số dưới nha. 0965770227 nha. Số trên cũng có nhưng mà đầy rồi. Các bác kết bạn không được đâu. Vâng, đây là nội thất bên trong con 950. Đặc trưng của cover thì nó chạy tụ USA nha các bác. Dòng tụ Continental Made in USA 4 tụ và một cái tăng phô, chạy 24 sò nha bác, 24 sò nha, 24 con Motorola. Đây, trên những con đại cover đều có một cái miếng thép trên như này được ghi ký hiệu của model sản phẩm, đây là BM 950. Đây là phần bo nhận tín hiệu đầu vào nha. 40 tụ. Đây, tất cả nguyên zin hết nha các bác. Từ những cái này các thấy ốc này. Đấy. 20 con nha bác, 1400W nha. Về độ mới của bên trong các bác có thể thấy được qua video rồi đấy. Những con này tiếng hay lắm các bác. Các bác ghép boss thì nghi phê luôn nha. Ghép một con vàng nữa lên là các bác vừa nghe nhạc và karaoke. Hát karaoke thì những với những con bao cover boss crowd thì tuyệt đỉnh rồi. Nó khỏe là lật tiếng lật hát rồi nó sướng. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lái liên hệ cho em và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Ấn vào nút đăng ký ở góc phải màn hình.